Hai năm trăm anh em. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để kích hoạt bản quyền của Filmora X bản mới nhất mà chính chủ luôn nhé. Đầu tiên thì như chúng ta đã biết thì phải tải và cài đặt Filmora. Thì các bạn sẽ tải và cài đặt giống như bình thường bằng link ở trang chủ của Filmora luôn. Mình sẽ để link dưới phần mô tả này cho các bạn nào mà chưa có link. Ở đây thì mình sẽ nhập link vào Filmora, Ok đấy nhá. Kết quả tìm kiếm của mình ở đây, hoặc các bạn có thể tìm kiếm trên Google. Nhấp vào đây, download. Ở chỗ này trang chủ thì các bạn chọn cái mục download này và chọn cái phiên bản phù hợp. Mình sẽ để link cái phiên bản của Windows này cho các bạn ở dưới phần mô tả. Đây, nó sẽ hiện lên và chúng ta bấm tải về. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ tìm đến cái file đấy và chọn cài đặt, chuột phải chọn Open và cài đặt như một ứng dụng bình thường thôi. Đấy, và chọn Install. Ở cái bước này thì tùy thuộc vào cái độ mạnh của máy tính của bạn mà nó chạy nhanh hay chậm. Đấy. Vâng, và nó đang chạy ở 37% rồi thì chúng ta sẽ chờ một tí. Đối với các bạn nào mà đã cài rồi á, thì có thể bỏ qua bước này nhé. Mình chỉ muốn là các bạn cập nhật được cái bản mới nhất từ trang chủ thôi. Bản mới nhất hiện tại là bản 10.5 và mình đang cài đặt nó đấy, chính chủ luôn. Và như vậy đã chạy xong, chúng ta bấm Start Now và cho nó khởi động lên. Đây là hình ảnh trang chủ mà sau khi cài đặt thành công, và chúng ta sẽ chờ nó khởi động lên nhé. Đấy, như các bạn thấy thì là màn hình khởi động đây, và phiên bản mới nhất là 10.5.2.4 và từ trang chủ của Filmora luôn. Với phiên bản này thì rất là mượt, mình thấy rằng là mặt rất là mượt, tốc độ render video cũng khá là ổn, được cập nhật nhiều hiệu ứng và các cái gọi pack nhiều. Ok, như vậy đã khởi động xong. Sau khi khởi động xong ấy, thì chúng ta kiểm tra cái phiên bản. Và ở đấy thì mình chưa có đăng ký tài khoản hay là kích hoạt bản quyền gì, thì chúng ta sẽ tạm thời là kiểm tra như đây. Đấy, chưa kích hoạt nhé, mọi người kiểm tra. Đấy, và hạ xuống. Đấy, bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt bản quyền của Filmora. Các bạn truy cập vào cái link thì mình để dưới phần mô tả đấy, có thể copy và dán vào thành trình duyệt. Vâng, nhận vào và sẽ đưa đến một cái trang của Filmora luôn, trang chính chủ của Filmora. Chúng ta không cần phải sợ rằng là đấy, chúng ta sẽ nhập vào chỗ này. Đấy, nhập vào đây thì một hộp file xuất hiện để mình đăng ký một cái email, một tài khoản. Và bước thứ ba là các bạn vào cái trang web này, mail.tamer. đấy, bạn gõ vào đấy và enter, thì mục đích rằng là bạn sẽ tạo cho mình một cái mail ảo để đăng ký vào đây, hoặc các bạn có thể là dùng mail của mình cũng được. Đấy, bất cứ mail nào bạn copy ở đây, cái nội dung email ảo này thì các bạn copy địa chỉ mail này và dán vào đây. Còn cái mật khẩu á thì các bạn vào cái chỗ này, mật khẩu góc này, bấm vào đây, và mật khẩu để làm mờ đây, các bạn copy và dán vào chỗ này luôn. Đấy, và bấm vào điền tên của mình, first name và last name vào thì các bạn đấy, bấm create account. Sau khi thấy thông báo success, tức là thành công ấy, thì là coi như là đã ok rồi. Đấy,
trong này nó tự load. Các bạn có thể bấm save mật khẩu này. Đấy. Và quay lại thì trang email này thì có một email của Filmora gửi đến cho các bạn bảo là đăng ký thành công. Và để khỏi phải thật là cái email ấy thì các bạn có thể lưu lại trên WordPad. Đấy. Email đấy. Mà các bạn có thể copy cái email, địa chỉ email lúc lại các bạn và mật khẩu để mà đăng nhập vào lần sau ấy, đăng nhập vào cái trên phần mềm. Đấy, các bạn dán mật khẩu vào và lưu lại. Xuống. Bây giờ mở Filmora lên, bấm vào chỗ login. Đấy, cửa sổ login hiện lên thì các bạn mở cái thông tin email của này các bạn và các bạn lúc lại vào, điền email và mật khẩu vào, bấm sign in. Đấy, đã ok rồi. Và đến bước này thì tận hưởng thành quả thôi. Và chúng ta check active. Đấy, các bạn thấy không? Thời hạn của cái active này là 1 tháng bạn nhé. Là 1 tháng các bạn được dùng thử full các chức năng của Filmora. Đấy, và đấy là hướng dẫn của mình đã để kích hoạt cái tài khoản full của bạn trong 1 tháng. Còn các bạn nào muốn full vĩnh viễn thì liên hệ Facebook của mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ giúp các bạn kích hoạt vĩnh viễn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.